tím má thế. Có gì biển ngang miền Nam ý, cứ đánh đẻ nhiều thôi à. Thế mà phải hảo tâm mới được, còn bây giờ mình tự nhiên bảo các con phải thế này thế khác vì tuổi thân, bầu nào được. Ý mình để bảo các con, trời ơi. Có đúng không? Ý mình thì phải của mình chứ. Ý mình bây giờ để bảo các con thế này, mỗi đứa này thế, mà thấy nó dở hơi quá. Hảo tâm có nói thế này. Mình phóng đại đi xong lại cử các con này con kia, thế có phải mất đoàn kết không? Muốn đại đoàn kết thì phải thế này, theo ý mình là phải của mình. Theo ý mình mẹ của người khác thì đoàn kết thế nào được, thì nội bộ mất đoàn kết ngay. Cái này rộng quá rồi. Thế cho nên má cứ muốn như thế, cho nên má cứ muốn sống.